Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tăng cường thu hồi nợ thuế đảm bảo nguồn thu ngân sách. Diên Khánh đầu tư công trình cấp nước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh siết chặt an ninh an toàn vùng nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay, cả nước giải ngân trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn. Lũy kế tính đến tháng 6, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn, đang tiếp tục triển khai 294 dự án với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến cuối tháng 4, tổng tiền gửi của người dân và hệ thống ngân hàng đạt 6,33 triệu tỷ đồng, tăng hơn 467.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng tiền gửi của cư dân luôn cao hơn so với lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Điều này cho thấy, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn đang là sự lựa chọn an toàn hàng đầu với cư dân trong bối cảnh các kênh đầu tư như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán không còn hấp dẫn như trước. So với cuối năm 2022, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức là khoảng 5,8% một năm, giảm 0,7% một năm. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, dự thảo mới không có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra để lấy ý kiến các bộ ngành địa phương trước đây, khi tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt với 5 bậc thang thay vì 6 như hiện hành và giá điện ở bậc cao nhất khoảng 3.457 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc. Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay, còn bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên. Cụ thể, giá điện các bậc thang từ 1 đến 5 được tính bằng 90-132% giá bán lẻ điện bình quân, 1.920,37 đồng 1 kWh. Như vậy, giá thấp nhất bậc 1 khoảng 1.728 đồng 1 kWh và cao nhất là 3.457 đồng 1 kWh. Giá này chưa bao gồm thuế VAT. Dự thảo đưa ra lấy ý kiến lần này không khác nhiều so với phương án từng đưa ra năm ngoái. Theo Bộ Công Thương, việc cải tiến này sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước, nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Trong đó, mức giá bán lẻ điện bình quân với nhóm sinh hoạt không thay đổi, nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện và ngược lại. Phương án giá sinh hoạt theo năm bậc sẽ phản ánh chi phí, giúp hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Ngoài ra, chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 5 là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của thế giới, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vẫn được hỗ trợ tiền điện cho 30 kWh đầu tiên, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã đề ra nhiều giải pháp nhằm quản lý và thu hồi nợ thuế. Trong đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trực tiếp quản lý người nộp thuế, bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai hàng tháng, hàng quý, số tiền phải nộp theo các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, tổ chức đôn đốc, nộp ngay vào ngân sách nhà nước, tránh kéo dài, tạo thành nợ. Mặc dù kết quả thu nợ đạt được tích cực, song việc thu hồi nợ thuế thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nợ thuế tăng cao. Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 31 tháng 5, tổng nợ thuế toàn tỉnh trên 1.762 tỷ đồng, tăng hơn 429 tỷ đồng, tăng 32,24% so với thời điểm ngày 31 tháng 12, 2022. Trong đó, nợ có khả năng thu hơn 1.381 tỷ đồng, nợ khó thu là hơn 298 tỷ đồng. Phân loại nợ theo lĩnh vực thì nợ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cao nhất, chiếm 54,5% tổng nợ, tiếp đến là nợ các khoản thu từ đất, chiếm 45,5% tổng nợ. Thời gian qua, ngành thuế cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý, thu hồi nợ thuế, song kết quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng, tình hình nợ thuế tăng cao. Là một số các doanh nghiệp là sau khi cơ quan thuế có các quyết định thu hồi, quyết định miễn giảm theo kết luận của các cơ quan trung ương, thì số tiền thuế đất được miễn giảm trước đây phát sinh thành nghĩa vụ phải nộp
Tuy nhiên các doanh nghiệp đã thực hiện các cái thủ tục khiếu nại, khởi kiện và chưa được giải quyết xong, cho nên vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ đó, do đó để nợ. Cái trường hợp thứ hai là các cái vướng mắc về các cái căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất, nghĩa vụ tài chính về khoáng sản, ví dụ như là diện tích, giá tính thuế, trữ lượng, v.v. nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cho nên các doanh nghiệp cũng vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ đó và để nợ. Hoặc là cái vướng mắc trong vấn đề là đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cũng chưa được giải quyết ổn thỏa. Ngành thuế hiện đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, thu hồi nợ thuế. Mặc dù dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng lớn sau đại dịch. Kinh tế suy giảm nên không đủ khả năng tài chính để thanh toán nợ. Giá xăng dầu tăng tác động tiêu cực đến kinh doanh. Nhiều trường hợp áp dụng giá thuê đất mới, tiền thuê đất tăng cao đột biến khiến doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến nợ thuế. Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ thuế qua cưỡng chế không đạt hiệu quả cao. Mặt khác, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn từ những năm trước chuyển qua. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo thu ngân sách. Do đó, công tác thu hồi nợ thuế cần phải được triển khai đồng bộ với sự tham gia của nhiều sở ban ngành và địa phương. Triển khai các công tác chỉ đạo điều hành ngân sách trong từng quý, đặc biệt là bám sát chỉ thị số 03 của Ủy ban dân tỉnh. Trong đó đặc biệt chú ý một số việc. Cái thứ nhất là cả hệ thống chính trị của địa bàn thị xã Ninh Hòa tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phát triển kinh doanh, phục hồi sau dịch COVID-19 trong thời gian đến để tạo nguồn thu. Cái thứ hai là kiên quyết thu hồi nợ thuế để tạo công bằng về trong kinh doanh đối với các hộ và các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Ngay sau cuộc họp với Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế trong tháng 5 vừa qua, Cục Thuế tỉnh đã gửi văn bản tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với 20 doanh nghiệp, gồm 17 doanh nghiệp nợ thuế trên 10 tỷ đồng và 3 doanh nghiệp nợ từ 5 đến 10 tỷ có vướng mắc liên quan đến các sở ngành. Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng liên quan, các chi cục thuế duy trì việc công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp cung cấp thông tin các trường hợp nợ dây dưa tiền thuế và nghĩa vụ tài chính về đất đến các đơn vị liên quan để phối hợp thu hồi nợ thuế. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan kho bạc phối hợp với ngành thuế để thu hồi nợ thuế của các nhà thầu, đơn vị thi công có nợ thuế và có thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách, để thu hồi nợ thuế khi mà kho bạc giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách. Đối với cơ quan thuế thì Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Cục Thuế tổ chức đối thoại, làm việc và áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp đã đảm bảo đầy đủ điều kiện để cưỡng chế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tập trung đôn đốc và xử lý các khoản nợ có khả năng thu năm 2022 chuyển sang, còn lại chưa thu được, bám sát các trường hợp nợ có khả năng thu mới phát sinh trong năm 2023 để tích cực thu hồi nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ tổng nợ thuế so với tổng thu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 2023 xuống dưới 8%, phấn đấu thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu năm 2022 chuyển sang. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện Diên Khánh đã đầu tư gần 21,5 tỷ đồng thực hiện dự án trạm bơm, trạm găng. Công trình có nhiệm vụ cấp nước tưới, ổn định sản xuất cho khoảng 180 hectare trồng lúa, hoa màu tại xã Diên Sơn và xã Diên Lâm, tạo điều kiện cho các địa phương trên địa bàn huyện phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống của bà con nông dân. Dự án trạm bơm Trảng Găng là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 4 do Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Diên Khánh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên diện tích đất 3,87 ha thuộc địa bàn các xã Diên Sơn, Diên Lâm và Diên Phước, gồm các hạng mục như kênh dẫn nước từ sông Cái đến bể hút, nhà vận hành trạm bơm, tuyến kênh chính và kênh nhánh dẫn nước vào các khu tưới. Hiện nay, nhà thầu xây lắp đang tập trung thiết bị và nhân lực thi công nhà vận hành trạm bơm. Theo hồ sơ thiết kế, trạm bơm Trảng Găng gồm nhà trạm, bể hút, bể xả và tuyến ống, được lắp đặt 3 tổ máy, mỗi tổ có lưu lượng bơm khoảng 400 mét khối nước trên 1 giờ. Để phục vụ tưới cho 120 hectare của cánh đồng Diên Sơn và bổ sung thêm 60 hectare của trạm bơm Đồng Xiên, nó nâng cấp lên để phục vụ tưới cho bà con nhiều xã thành hai vụ. Dự án này cơ bản là tiến độ thi công thì hiện giờ đã đạt được 95% khối lượng rồi.
dự kiến chủ đầu tư làm việc với nhà thầu và các đơn vị liên quan thì trong tháng 7 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Là một trong hai nhà thầu liên danh thực hiện dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Gia Lộc thi công gói thầu xây lắp tuyến kênh chính dài hơn 3,5 km theo triền núi phía nam khu tưới và tuyến kênh nhánh dài hơn 2,5 km dẫn nước từ kênh chính cấp cho các khu tưới. Trong đó, tuyến kênh chính có nhiệm vụ dẫn nước từ bể xả trạm bơm cấp cho cánh đồng Trảng Găng, xã Diên Sơn và vùng sản xuất của xã Diên Lâm. Tuyến kênh này được xây dựng theo kết cấu tường và đáy bằng bê tông dài 15 cm, lưu lượng nước qua kênh đạt 0,24 m³/giây. Ngoài ra còn có các hạng mục trên kênh chính gồm cầu máng, cống luồng và cụm điều tiết nước. Về cái vấn đề địa hình địa chất, như địa hình thì đây là trước kia là bên thiết kế thì là đào đất, nhưng mà trong quá trình thi công thì lại là phải có những cái biện pháp để dùng búa đục để mình đục cái đá. Còn cái thứ hai nữa về có cái con để khó khăn thứ hai nữa về cái vấn đề mà đền bù giải tỏa, chủ đầu tư cùng với phối kết hợp với chính quyền địa phương là cũng các bên là hợp tác với nhau là phối hợp để cũng đến nay là cái công tác đền bù giải tỏa và anh em cũng là thi công cũng tương đối được khoảng độ 95%. Với hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư bài bản kiên cố, dự án đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho nhiều vùng sản xuất lúa và hoa màu trong thời gian tới. Đặc biệt hơn 100 hectare lúa tại cánh đồng Trảng Găng của hợp tác xã nông nghiệp Diên Sơn 2 sẽ không bỏ hoang lãng phí như các năm qua. Được hưởng lợi nhiều nhất từ công trình trạm bơm Trảng Găng, các thành viên hợp tác xã kỳ vọng mùa vụ tới sẽ sản xuất từ 2 đến 3 vụ lúa, năng suất đạt từ 6 đến 7 tấn một hecta. Bây giờ nếu mà mình có đầu tư vô được trạm bơm 2 vụ thì bà con rất là phấn khởi. Mà sản xuất được 2 vụ rồi thì năng suất nó sẽ ổn định hơn. Đó, mình có thể chuyển đổi một số cái diện tích nào đó chuyển đổi thành cây trồng đặc sản. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc đầu tư dự án trạm bơm Trảng Găng huyện Diên Khánh phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án sẽ giúp cho nông dân địa phương tăng vụ sản xuất, chủ động được phương án canh tác trong mùa nắng hạn, tránh tình trạng bỏ hoang đồng ruộng vì thiếu nước tưới như các năm trước đây. Hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp nhờ đó cũng sẽ tăng lên, góp phần cải thiện thu nhập, cuộc sống của người dân, đưa xã Diên Sơn về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm với định hướng tổ chức các sự kiện thường niên mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của địa phương, kết hợp xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí tại thành phố Nha Trang, khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh để tạo sức hút cho du lịch. Trong đề án phát triển kinh tế ban đêm vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tỉnh định hướng tập trung xây dựng và phát triển kinh tế ban đêm trong 4 lĩnh vực gồm hoạt động văn hóa vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống mua sắm, các điểm tham quan du lịch về đêm. Cụ thể, tỉnh định hướng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí về đêm tại khu vực bãi biển Nha Trang, khu vực Bãi Chài, khu Dốc Lết, thị xã Ninh Hòa, tổ chức các tuyến đi bộ và chợ đêm, các khu giải trí ẩm thực, mua sắm nghệ thuật đường phố tại Nha Trang, đồng thời có các giải pháp chiếu sáng mỹ thuật ở cầu Trần Phú, cầu Sám Bóng kết hợp với tháp bà Bonaga, nhà thờ Chánh Tòa, công viên bờ biển Nha Trang để tạo sức hút với du khách. Tổ chức tour du ngoạn biển đêm, tour ẩm thực đêm Nha Trang, tour văn hóa lịch sử về đêm. Việc triển khai đề án sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến 2025, tỉnh sẽ khảo sát, lựa chọn tổ chức khai thác các khu vực dịch vụ sẵn có như dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm và tham quan du lịch đêm. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2026 đến 2030, địa phương hoàn thành định hướng mô hình phát triển, tổ chức kêu gọi, triển khai dự án để khai thác hiệu quả kinh tế đêm. Đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế và 4,3 triệu lượt khách nội địa, tạo ra 268.800 việc làm, trong đó có 89.600 lao động trực tiếp. Sáng ngày 9 tháng 7, Hội đồng đội phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện Diên Khánh tổ chức Ngày hội vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam, Cuba, thắm tình đoàn kết tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Tham dự có trên 100 em thiếu nhi trên địa bàn huyện.
Với những tác phẩm được vẽ trên giấy trắng và tô màu, các em thiếu nhi đã thể hiện tình cảm của mình về đất nước Cuba với chủ đề mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Cuba trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hoạt động của thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam-Cuba, mối quan hệ của Chủ tịch Fidel Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước con người Việt Nam, thông tin về đất nước Cuba. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao thưởng cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất. Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo IMAP Việt Nam đã trao học bổng cho 5 em có tác phẩm xuất sắc nhất. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em, qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi về mối quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam-Cuba, được hai đảng và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, giữ gìn, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Cập nhật tiến độ thực hiện đề án 06, tính đến ngày hôm qua ngày 8 tháng 7, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu nhận 634.072 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 83,8%, đã kích hoạt 340.236 tài khoản, đạt tỷ lệ 44,96%. Riêng trong ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh đã thu nhận 13.218 tài khoản đăng ký định danh điện tử, tỷ lệ hoàn thành đạt 83,78%. Số tài khoản được kích hoạt trong ngày là 8.068 tài khoản, đạt tỷ lệ 43,56%, cụ thể từng địa phương như sau. Thành phố Nha Trang đã thu nhận 4.300 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 80,4%. Thành phố Cam Ranh đã thu nhận 1.713 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 72,17%. Huyện Cam Lâm đã thu nhận 599 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 83,06%. Thị xã Ninh Hòa đã thu nhận 5.157 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 64,92%. Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, nhưng trong ngày 8 tháng 7, huyện Vạn Ninh vẫn thu nhận thêm 750 tài khoản, Diên Khánh 689 tài khoản, Khánh Vĩnh 1 tài khoản, Khánh Sơn 9 tài khoản. Huyện Khánh Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, người dân các xã thị trấn của huyện Vạn Ninh đã đầu tư hàng chục ngàn lồng nuôi tôm hùm trên vịnh Vân Phong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước tình trạng tôm thường hay bị chết, nhiều người trong quá trình vận chuyển thức ăn từ bờ ra các bè nuôi đã kết hợp thu mua tôm hùm chết. Điều đáng nói khi giao dịch, một số người có hành vi tranh mua, hù dọa, ép giá thấp hơn thị trường, tạo nên tâm lý lo sợ đối với người nuôi. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự an ninh trên vùng biển Vịnh Vân Phong, đảm bảo an toàn môi trường vùng nuôi trồng thủy sản. Tại vùng biển xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, hiện có hơn 800 bè, trên 27.000 lồng nuôi tôm hùm với hơn 3.000 lao động đến từ nhiều tỉnh thành. Chỉ trong một tuần ra quân thực hiện cao điểm, đồn biên phòng Đầm Môn, công an các xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh phối hợp kiểm tra 10 phương tiện đều vi phạm an toàn giao thông thủy nội địa. Phần lớn các hộ nuôi trồng chấp hành nghiêm các yêu cầu của lực lượng tuần tra, song cũng không ít phương tiện làm dịch vụ vận chuyển thức ăn hoặc đi thu mua thủy sản còn né tránh, quanh co, thiếu hợp tác. Người mua, người điều khiển phương tiện không có một loại giấy tờ nào mang theo, phương tiện neo đậu không có người quản lý, người nuôi trên các lồng bè e ngại nên rất khó khăn cho lực lượng tham gia xử lý và nắm bắt thông tin. Cano nó làm nghề gì? Ông đi mua tôm vậy làm gì? Mua tôm chết đúng không? Cái đậu đây nhờ không gửi gắm gì cái đậu đây à? Ấy nó ông nói nhờ ông nhớ đậu với mày đó. Nói nhớ cột với mình đó. Tên gì? Anh chủ cano tên gì? Vậy em đâu biết không? Hay mua tôm mình không? Phải bè mình không? Dạ thường mua vậy. Công an xã cùng phối hợp với đồn biên phòng tiến hành tuần tra địa bàn đối với cái trường hợp ghi mà không có số hiệu chứng chỉ hành nghề sẽ trực tiếp xử lý số người mà đi mua tôm. Nếu mà ở địa phương khác đến lưu trú tại khu vực xã Vạn Thạnh mà không có giấy tờ, không đăng ký tạm trú, tiến hành lập biên bản để xử lý về hành vi không thực hiện đúng quy định của luật cư trú. Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ biên giới, lập lại trật tự an ninh trên vùng biển Vịnh Vân Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tiến hành điều tra xác minh từng nhóm đối tượng. Các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Vạn Ninh tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến tập kết tàu thuyền chuyên chở thức ăn, hậu cần cho các bè nuôi tôm hùm trên Vịnh Vân Phong.
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào các bến đò, bãi ngang và lưu thông trên vịnh Vân Phong. Thì đơn vị đã thành lập 2 tổ, một tổ là tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện ra vào hoạt động trên biển. Tổ thứ hai là tuyên truyền, vận động để ổn định tình hình bà con nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh Vân Phong. Đơn vị chúng tôi tiếp tục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ là thực hiện tốt các cái biện pháp công tác biên phòng, để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và cũng như đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi bộ chỉ huy yêu cầu. Quản lý an ninh trật tự trên biển cũng như đảm bảo an toàn môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong là những thách thức không nhỏ. Bên cạnh công tác tuyên truyền vẫn cần triển khai những giải pháp phù hợp và hữu hiệu. Thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.